cảm ơn cô Nhung và xin kính chào tất cả các thầy cô giáo và các phụ huynh có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại các bạn để chia sẻ những cái trao đổi những cái việc dạy và học cho thế hệ tương lai của đất nước ta, đúng không ạ? Thì vui lòng các bạn có thể bật camera lên để chúng ta học tương tác với nhau cho được hiệu quả nhất. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi đồng hành trong cái dự án mà chúng tôi nghĩ rằng là có đóng góp một phần vào trong thay đổi cái thực tại trong giáo dục của đất nước ta bằng cách là trang bị cho các thầy cô giáo ở đây và các ba mẹ những cái phương pháp dạy học và những nội dung dạy học mà được đánh giá là tầm tiên tiến trên thế giới để hiện thực hóa một phần cái mong muốn của Hồ Chủ tịch mà chúng tôi luôn luôn rất là đề cao, đó là làm nào để cho đất nước Việt Nam của chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc Nam châu. Thì trong đó là chắc chắn một cái đất nước mà nghèo, đất nước đang phát triển thì phải trông chờ vào giáo dục rồi, đúng không ạ các bạn? Và như vậy là cái công cuộc này nó không chỉ ý nghĩa với trẻ em mà có cả ý nghĩa đối với cả dân tộc. Thì hy vọng rằng chúng tôi có thể góp phần một nhỏ ở trong cái công cuộc này. Thế thì buổi trước thầy Lĩnh tóm tắt lại một chút để cho các ba mẹ không tham dự được trong cái buổi hôm trước. Thì buổi hôm trước thì thầy Lĩnh cứ chia sẻ rằng là các nước tiên tiến thì họ đã và đang đổi mới giáo dục chứ họ không dừng lại. Thì đổi mới theo cái công cuộc nào trong giáo dục toán học? Thì ở đây rút lại thì có hai cái yếu tố mà có gắn chặt hữu cơ với nhau như hai mặt của một đồng xu, nó quyết định tới cái sự thay đổi trong cái chất lượng giáo dục mà đất nước Mỹ là bài học điển hình. Thế cái thời trước thì nước Mỹ có một cái chương trình người ta gọi là rộng thì ngàn dặm nhưng sâu chỉ có một inch, tức là học rất nhiều nhưng không sâu sắc. Ta còn gọi đấy là học rất nhiều sự kiện chứ không học sâu được vào các cái khái niệm. Thế thì sau đó nước Mỹ phải thay đổi theo chiều hướng đảo ngược lại hoàn toàn. Và hiện nay thì các nước tiên tiến thì họ đều thống nhất với nhau ở chỗ là đặc biệt trong cái giáo dục ở độ tuổi nhỏ ấy, từ mầm non đến tiểu học, đó là sẽ cái kiến thức cốt lõi hay một số cái khái niệm cốt lõi không nhiều nhưng sẽ đầu tư nhiều vào cái cách hay ta còn gọi là cái quá trình mà trẻ em làm ra được kiến thức đó, chiếm lĩnh được kiến thức đó và vận dụng được kiến thức đó. Và điều này rất phù hợp với cái triết lý là dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Từ trung tâm ở trẻ em thì phải đầu tư vào hiểu về cách học của trẻ và cái trẻ sẽ cần để phát triển theo đúng cái quy luật của nó. Và chỉ có khi đặt vào trong cái quá trình mà giúp cho trẻ chiếm lĩnh được kiến thức, quá trình mà trẻ dùng kiến thức thì năng lực của trẻ mới được phát triển. Vậy thì hai cái yếu tố mà xuyên suốt ở đây đó là chỉ quay quanh hai từ thôi, cái và cách. Cái mà trẻ cần học và cách học của trẻ. Đó, mọi thành tựu trong khoa học giáo dục đều chỉ đổ về hai cái yếu tố này. Thế thì chúng tôi đang đem đến cho các bạn những cái thành tựu mới nhất trong khoa học giáo dục ở trên thế giới. Chứ chúng tôi không chỉ gói bó hẹp ở trong vị thế của Việt Nam của chúng ta. Vâng. Đó. Thế thì làm ở đây chúng ta gọi là làm trên một cái sự khách quan chứ không phải làm trên cái yếu tố chủ quan do chúng tôi bịa ra. Nha. Chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi, thế thì cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái gì đây? Sẽ tiếp tục lại đi sâu hơn cho các bạn cái phần nền tảng và sau đó sẽ đi vào ở cái phần phương pháp và cái cụ thể.
Cái buổi học ngày hôm nay cũng sẽ rất có ý nghĩa đối với các bạn trong hiểu sâu về bản chất của dạy học nói chung. Các bạn sẽ có thể áp dụng không chỉ trong toán đâu, mà các bạn sẽ mở rộng ra có cái hiểu sâu sắc hơn đối với dạy học ở các môn học khác. Và chúng ta có thể thấy rằng có thể chúng ta dạy nhiều năm nhưng có thể chúng ta đang gặp những sai lầm cố hữu mà chúng ta không biết. Thế thì buổi học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ thêm một số điều như vậy. Thế cái câu hỏi lớn trong cái chủ đề của ngày hôm nay đó là gì? Làm thế nào để tạo ra được sự phát triển tư duy đích thực? Thì Lĩnh xin nhấn mạnh từ đích thực, tại vì chúng ta đang hiểu rất là trong cái thời buổi hỗn loạn thì chúng ta không biết đâu là của thật của giả. Thế thì cứ phải dùng từ mạnh, phát triển tư duy một cách đích thực cho trẻ em độ tuổi 4 và 6 khi chúng ta dạy học trong một chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề về tập hợp. Thế thì cái nội dung chính của ngày hôm nay thì sẽ gồm có nội dung gì đây? Quay quanh hai cái từ khóa thôi. Đó là cái mà trẻ cần học và cách trẻ học để phát triển tư duy đích thực trong cái chủ đề tập hợp. Chúng tôi sẽ nói tới những sai lầm và cái con đường đúng đắn dành cho việc dạy của các giáo viên mầm non. Thế cái buổi này thì các thầy Lĩnh, chủ đề này thì Lĩnh sẽ phải chia thành hai cái buổi đấy. Buổi đầu tiên, buổi hôm nay ấy, sẽ đi sâu hơn về cái bản chất, lấy cái ví dụ gần gũi với các bạn trong đời thường để các bạn hiểu về cái lõi. Sau đó thì chúng ta mới đi triển khai sâu vào trong cái phần tập hợp. Thế thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau xem một số cái video và các bạn cố gắng phát hiện ra cái điều bất thường, đặc biệt là các bạn đang dạy ở cái độ tuổi 4 đến 6, các bạn đang có con ở trong cái độ tuổi này, thì xem chúng ta xem có phát hiện ra cái điều bất thường gì không. Đó. Nghe. Rồi, các bạn nhìn thấy trên màn hình chưa? Video chưa? Rồi, đây là cái buổi ghi hình của một cô giáo mầm non với một bạn học sinh đang ở lớp mẫu giáo lớn, 5 tuổi. Đấy. Thì chúng ta theo dõi kỹ cái bạn học sinh này. Chào cô Linh. Con chào cô Thảo ạ. Cô Linh ơi, hôm nay cô Thảo mang đến cho chúng mình nhá rất là nhiều bảng cá này. Cô mời bạn Tú Linh sẽ đếm cho cô xem trên bàn của cô có tất cả bao nhiêu bảng cá. Con tính to nào. 2 3 4 có tất cả bao nhiêu bảng cá? 4 nha. Rồi, cảm ơn con. Giúp cô khác còn có sắp kỹ một trên bàn của các khối nhựa như sau. Tú Linh hãy đếm cho cô xem trên bàn cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa màu đỏ? 1 2 3 4 5 6 7 Cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa màu đỏ nhỉ? 7 ạ. Rồi, cô cảm ơn Tú Linh. Hai tay. Có bất thường gì không các bạn? Các bạn chuẩn bị suy nghĩ và trả lời nhé. Chúng ta đến với một cái video thứ hai. Đây là một bạn học sinh thì cũng cùng độ tuổi. Con chào Bình Dương. Con chào cô.
Bình Dương quan sát ở phía trên bàn này, cô Thảo có đặt các khối nhựa. Bây giờ cô mời Bình Dương hãy đếm và cho cô Thảo biết trên bàn cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa. Còn được to nè. 1, 2, 3, 4, 5. Cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa? 4 cái. Con nói to nào. 4 cái. Có 4 khối nhựa à? Rồi, cảm ơn con. Bây giờ cô lại có các khối nhựa khác nha. Bình Dương lại đến cho cô này. Rồi, bây giờ con đến cho cô xem trên bàn cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa? 1, 2, 3, 4. Cô có tất cả bao nhiêu khối nhựa nhỉ? Con trả lời to nè. 5 ạ. Con có 5 khối nhựa. Rồi, cô cảm ơn Bình Dương. Ok, vậy chúng ta thấy rằng nội dung của hai trẻ giống nhau đúng không ạ? Cô đang hỏi là có bao nhiêu đồ vật trẻ em đang thực hiện phép đếm. Thì các bạn có thấy cái điều bất thường gì không ạ? Và các bạn đã gặp cái trường hợp nào như thế chưa? Chúng ta có thể bật mic chia sẻ. Ai muốn giơ tay phát biểu không? Em xin phép có ý kiến ở cái phần quan sát video vừa rồi. Em thấy là sau khi mà xem video thì ở cái video thứ nhất ấy, thì em thấy là bạn nhỏ bạn ấy trả lời cái câu hỏi tổng thể rất là tốt. Tức là cô giáo hỏi là có bao nhiêu con cá hay là bao nhiêu, có tất cả bao nhiêu con cá, bao nhiêu khối nhựa thì bạn đều trả lời được. Nhưng ở cái bạn thứ hai thì khi mà cô hỏi là trên bàn cô có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu khối nhựa thì cái bạn nhỏ đấy không trả lời được đúng cái câu hỏi của cô. Và bạn ấy lại đếm lần lượt. Thì em phát hiện ra cái vấn đề là như thế. Và em thấy thì trong thực tế, đặc biệt là các bạn nhỏ, đặc biệt là ví dụ như con em hoặc là các bạn nhỏ mà học sinh lớp 1, và các bạn bé hơn một chút nữa, thì khi mà các bạn đếm thì thường nếu mà hỏi một cái câu hỏi tổng quát thì các bạn ấy phải lần lượt từng tí một, sau đó rất lâu sau thì có khi là phải gợi ý tất cả các câu hỏi khác thì may ra các bạn mới trả lời được. Còn nếu mà để vào một lúc đấy mà các bạn làm được cái việc mà các bạn đếm được tổng thể là có tất cả bao nhiêu đấy thì rất là khó với các bạn. Em xin hết ý kiến. Vâng, cảm ơn cô Tân. Chúng ta thấy chúng ta lưu ý đây là hai bạn này cùng độ tuổi, đúng không? đang thực hiện cùng một nội dung đó. Thì có đúng là có một cái bất thường ở bạn thứ hai, nó không giống với bạn thứ nhất, đúng không? Bạn thứ hai đang trả lời cái câu hỏi có bao nhiêu khối nhựa, lúc đếm thì là 4, 5 thì trả lời là 4, lúc sau 4 thì trả lời là 5. Ok. Rồi, thế thì ở trong cái video trên nhá, các bạn nhìn thấy đấy, thì đang đề cập đến việc giáo viên đã dạy cho trẻ chiếm lĩnh cái gì đối với các bạn đang là giáo viên nào. Chúng ta quay trở lại với cái mô hình của giáo dục bất kỳ một môn học nào, đó là ở bên phía đầu này, ta gọi là cái quá trình đầu vào ở cái đầu của đứa trẻ là cái mà nhân loại đưa đến cho trẻ để trẻ cần học, cái mà người lớn đưa đến cho trẻ, cái đó ta gọi là giả sử đang có cái thứ đó ở trong đầu của người lớn thôi, của người dạy, nhưng nó chưa có ở trong đầu của trẻ em. Vậy thì ở trong đây cái gì là cái mà cô giáo sẽ dạy cho trẻ trong cái nội dung của cái video vừa rồi, và chúng ta sẽ biết được rằng là nó phải trải qua một cái quá trình nào đó để biến từ cái ở thành tựu của nhân loại đấy thành cái thành tựu ở trong người của trẻ, tức là trong đầu của trẻ, đúng không ạ? Quá trình này ta gọi là cách,
quá trình này ta còn thuật ngữ về tâm lý học người ta còn gọi là quá trình chuyển vào trong, chuyển vào trong. Thầy Lĩnh nhắc lại cách này không tùy tiện. Cách này nó cũng không giống với những cái cách thông thường của chúng ta. Cách của chúng ta hay làm nó là cái cách giảng giải, mà trẻ em hay phải dùng cái cách học là ghi nhớ. Cái này là quá lạc hậu, có từ mấy nghìn năm trước, từ thời của Khổng Tử. Nhưng bản chất của trẻ em không học thế, nhưng chúng ta vẫn đang duy trì cái cách đó, nên sản phẩm sẽ phập phù. Không phải em nào cũng có cái chất lượng nhận thức và chất lượng tư duy nó đạt được cái ngưỡng yêu cầu đâu. Thế đây có hai bạn ấy, chắc chắn có thể lần trở lại. Đối với hai bạn này kết quả khác nhau thì sẽ rơi vào hai yếu tố. Trước đó các bạn ấy đã được học, đó là cái mà bạn ấy được học là gì và cách học, đúng không ạ? Thì đây chúng ta đang, thầy Lĩnh đang muốn hỏi các bạn, đặc biệt các bạn giáo viên mầm non ấy, cái nội dung mà cô kiểm tra trẻ thì truy ngược trở lại là trẻ học cái gì đấy. Các bạn vui lòng có thể đánh vào ô chat, chúng ta có thể nói lên thuật ngữ nào đó. Rồi, các bạn bảo nhận biết về lựa. Vâng, các bạn là số và lựa. Thực ra ở đây thì chúng ta có cái mà nhìn thấy ngay, đó là trẻ đếm. Đếm và trả lời câu hỏi có bao nhiêu, đúng không bạn? Đấy. Đây là một trong những cái nội dung mà trong chương trình mầm non đang quy định. Chương trình bất kỳ nước nào cũng đều quy định trả lời câu hỏi có bao nhiêu trong một nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng ta còn gọi là tập hợp. Thì trẻ cần phải trả lời bằng phép đếm. Đấy là cái mà chúng ta dạy cho trẻ, được quy định trong chương trình đấy. Ok. Nhưng bây giờ chúng ta quan tâm nhé. Trẻ có thể trả lời được câu hỏi giống như bạn thứ nhất ấy. Khi đưa ra một nhóm đồ vật và hỏi có bao nhiêu, bạn ấy trả lời được bằng phép đếm. Nhưng về bản chất, bạn đấy đã chiếm lĩnh được cái mà chúng ta gọi là số lượng chưa? Thì sau đây chúng ta sẽ đến với cái video thứ hai. Cái video thứ ba. Cái video này thì là ở một bạn trẻ nước ngoài. Nha, các bạn chịu khó một chút này. Okay, you ready? Đấy, trên màn hình cô đang giải hai cái dãy đồng xu. Được chưa các bạn? Các bạn nhìn thấy hai dãy đồng xu chưa? Đấy. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters or do they have the same? Đấy, cô ấy hỏi là hai cái dãy đồng xu này thì cái dãy nào có số lượng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau? Ok, bạn nhỏ này rất là giỏi nhá. Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rất là giỏi ở chỗ là đếm
số lượng của hàng trên không đếm số lượng hàng dưới. 5 cái đồng xu ở hàng trên, 5 đồng xu hàng dưới, và bạn kết luận là chúng này gì? Bằng nhau. Đấy. Nhưng mà cứ bình tĩnh. Tiếp theo, quan tâm nhé. 5, 5. Cô ấy làm cái gì đấy các bạn? Okay. This... Cô ấy giãn cách các cái đồng xu ở hàng đầu tiên ra. Đấy. Sau cô lại hỏi lại câu hỏi đấy. Ờ, thì cô hỏi lại thì cô ấy hỏi là cái hàng nào có số lượng nhiều hơn hay là bằng nhau. Thì bạn ấy lại bạn ấy chỉ vào hàng phía trên này là có số lượng nhiều hơn. Quarters. Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more like It's more far away. Ờ, vì sao chúng lại nhiều hơn? À, vì nó khoảng cách nó xa nhau hơn. Nó lớn hơn. Thế thôi bạn phải hỏi. Yeah. Nào các bạn, mới đầu ngon quá nhỉ, 5 năm bằng nhau. Thế nhưng mà khi làm ngay trước mặt trẻ đấy, không có đánh lừa gì cả chúng nó đâu. Mới hỏi lại thì nó bảo hàng phía trên nhiều hơn. Tại sao? Tại sao lại xảy ra cái điều này nhỉ? Thế thì điều đó có nghĩa là việc trả lời được câu hỏi là có bao nhiêu đồ vật, trả lời đúng, chính xác, cũng vẫn đem lại cái kết quả sai trong việc là hỏi số lượng của hai nhóm bằng nhau hay ít hơn hay nhiều hơn, đúng không? Điều đó với con mắt của người lớn của chúng ta thì đấy là trẻ đã biết về số lượng, số năm chưa? Biết chưa? Chưa, đúng không bạn? Nên nhiều khi trong giáo dục chúng ta rất lầm tưởng về ngôn từ. Các bạn ạ, các bạn dạy học đang tung hứng trên ngôn từ và chính bản thân chúng ta cũng bị đánh lừa về ngôn ngữ. Chúng ta đang nhầm tưởng rằng cái này, dạy được cái này, trẻ nói được thứ này là tốt rồi, là đúng rồi. Nhưng xin thưa các bạn, nó có thể sai lầm đấy. Và tí nữa thầy Lĩnh sẽ chia sẻ với các bạn những nhà tâm lý học kinh điển người ta đã phải phê phán. Và thế thì ở đây có cái câu hỏi đặt ra là tại sao hai nhóm cùng có số lượng là 5 mà khi hỏi lại số lượng lại khác nhau? Chúng ta có thể giải thích được không? Thì nếu ai có thể giải thích được ngay ở đây thì xin chia sẻ chút cả lớp. Còn nếu không giải thích được thì không sao. Có ai muốn giải thích không? Lý giải tại sao trong đầu của trẻ nó thế nào mà nó lại trả lời này? Nó không, nó lại bảo là khác nhau. Thế nên vùng đất của cái đầu... Em nghĩ ở đây là... Ừ, mời bạn. Em nghĩ ở đây là khi mà trẻ nhìn... Trẻ nhìn thì lúc này là trẻ sẽ nhìn vào cái hình ảnh. Hình ảnh cái độ dài của những đồng xu, chứ trẻ không có xem xét về số lượng. Cho nên là khi mà cô kéo giãn đồng xu ra thì trẻ nhìn vào hình ảnh, trẻ thấy là à, cái hàng này nó dài hơn và nghĩ là nó nhiều hơn thôi ạ. Ừ. Ok. Đó. Và các bạn ạ, cái chúng ta chưa cần đi quan tâm sâu vào cái câu trả lời đây, nhưng chúng ta sẽ quan sát tới cái hiện tượng này. Cái hiện tượng này thì chúng ta có thể nói rằng trẻ đã có cái khái niệm về số 5 ở trong đầu chưa các bạn? Chưa, đúng không? Chưa có, đúng không? Có nghĩa là trẻ đã nói rất là tốt, trả lời là có bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà cũng không phải là trẻ đã có cái nghĩa của cái số đấy ở trong đầu, đúng chưa các bạn? Đấy. Và cái thí nghiệm này là thí nghiệm nổi tiếng của ông Piaget.
nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, người có một cái đóng góp rất lớn, nổi tiếng ở thế kỷ 20 và đi vào trong lĩnh vực giáo dục mà buổi trước thầy Lĩnh đã có dịp chia sẻ. Thế thì đây là hiện tượng bảo toàn số. Và khi ông Piaget ông ấy tìm nghiên cứu trên trẻ em ấy, thì ông thấy rằng các trẻ em tự nhiên nó sẽ gặp phải cái hiện tượng bảo toàn này, và đến cái ngưỡng độ tuổi 6 đến 7 thì nó mới thoát được ra. Và lúc đó nó có một cái thao tác ta gọi là thao tác đảo ngược, và ông lấy cái cấu trúc của thao tác logic để làm thước đo của trí tuệ của trẻ, ta còn gọi là đo tư duy của trẻ, để đi sâu vào xem là bản chất của cái trí tuệ của trẻ là gì. Thế thì từ đó ông mới phê phán cái nhà trường như thế này các bạn ạ. Trẻ em ở mọi cái độ tuổi 6 đến 7 thì đã vượt qua được hiện tượng bảo toàn số để chuyển sang một cái chất mới về tư duy. Thì đây ở gặp ở tất cả các trẻ em thì đó phải là sự phát triển tự nhiên rồi, không cần đến giáo dục. Đó. Thế thì trong khi đó, cái thời kỳ đó, nhà trường mà ông ấy quan sát thì lại không giúp ích được hơn cho cái sự phát triển tự nhiên đó. Có nghĩa là nhà trường không tác động vào được, trẻ em vẫn cứ không vượt qua được hiện tượng bảo toàn số đấy sớm hơn. Và điều đó dẫn tới một cái mối nghi ngờ của ông ấy, là vậy thì nhà trường về bản chất hiện nay thì có đang làm được cái đúng vai trò của mình không? Và ông ấy có một cái điều băn khoăn nữa. Thế thì trẻ em kiểu gì cũng đến trường, trong khi nhà trường là người tác động chủ đích đến học sinh, có đúng không ạ? Thế trong cái sự tác động đấy thì có thể tốt, có thể xấu, đúng không ạ? Thì ông ấy băn khoăn rằng cái tốt chưa thấy đâu, thì rất có thể cái chương trình và phương pháp của nhà trường không đúng, thì nó sẽ đem đến cái sự tệ hại cho học sinh. Đấy ta gọi là hệ quả xấu. Và làm trong lĩnh vực giáo dục thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác cái điều này. Ta không tác động thì không sao, đúng không? Nhưng mà nếu ta tác động vào thì rất có thể cái sự tác động đấy của ta là gì? Đi ngược với quy luật đấy. Rất có thể sự tác động của ta không tạo ra sự tích cực mà lại còn gây ra sự gì? Hệ lụy lớn đấy. Có phải không? Và đấy là cái thời của ông Piaget ông ấy đặt ra. Nhưng cái lời cảnh báo của ông ấy vẫn đang có nguyên giá trị so với thời đại ngày nay. Nhưng phát hiện của khoa học cho thấy rằng trẻ em tự nhiên nó có những bước phát triển như thế, nhưng đấy là sự phát triển tự nhiên. Còn nếu dưới tác động của nhà trường, người ta triết học người ta gọi là sự phát triển tự phát, có nghĩa là các tác động một cách đúng đắn, thì trẻ em sẽ có một cái sự phát triển cao hơn so với sự phát triển tự nhiên này, phù hợp với quy luật. Thì vấn đề đặt ra ở đây đó là nhà trường cần phải hiểu cái cần dạy cho trẻ và cách dạy như thế nào để tạo ra cái sự những nấc thang phát triển liên tục trong cuộc sống của trẻ khi trẻ được đưa vào trong nhà trường, đúng không ạ? Đấy. Thế thì ở đây với cái hiện tượng bảo toàn như vậy, với những sai lầm mà chúng ta xem ở cái video đầu tiên, thì thầy Lĩnh muốn chia sẻ với các bạn một cái điều sau mà luôn luôn phải nhắc nhở các bạn. Cái điều này là nhãn tiền này. Việc nhà trường, việc giáo dục, và cụ thể là những người giáo viên, chúng ta đang hiểu sai hoặc hiểu không đúng cái thực sự mà trẻ cần học và cách học phù hợp với trẻ. Thì việc hiểu sai này sẽ dẫn tới hệ lụy rất lớn mà chúng ta không nhìn thấy được ngay trước mắt. Mỗi người đang chỉ làm
mình ở một giai đoạn thôi, có thể dạy trẻ 1 năm, 2 năm ở một độ tuổi thôi, chúng ta không theo suốt trẻ. Nhưng ai mà có dịp theo suốt thì chúng ta sẽ thấy những năm sau nó có thể sản phẩm lỗi của chính mình ở trước đó. Thế thì đây là một cái sự cảnh báo với các bạn, nên do đó hãy chịu khó mở mang để hiểu đúng cái khoa học, người ta tìm ra rằng trẻ em cần phải học cái gì. Thế một ví dụ rất là gần gũi với chúng ta để cho chúng ta thấy rằng những thứ gần gũi nhưng có thể ta đang hiểu rất là chưa đúng. Không có cái gì gần gũi hơn cái cốc. Nhưng thầy lĩnh mượn cái cốc để làm ví dụ. Thế có một số cái sau để xem mà các bạn có phân biệt được nó rõ không. Cái thứ nhất là cái cốc, thầy in in nghiêng nó và gạch chân nó, cái cốc. Đó. Thứ hai là tiếng cốc. Thứ ba là sơ đồ cốc. Thứ tư là nghĩa cốc. Nghe thì sẽ thấy các cái thuật ngữ, nhưng các bạn đi sâu vào nội dung của những thuật ngữ này thì các bạn có thấy có phân biệt được chúng với nhau không? À. Có khác nhau các bạn. Cái cốc là cái cốc thực, cái cốc thực có ở trong đời, cốc sứ, cái cốc thủy tinh thì ta đấy gọi là cái cốc. Tiếng cốc, thầy phát âm là cốc, cốc đấy gọi là tiếng cốc. Đây là hình thái về lời. Sơ đồ cốc là hình vẽ về cái cốc, ảnh chụp của cái cốc. Nó có thể là mô hình 2D, mô hình 3D. Và cái thứ tư là nghĩa cốc. Nghĩa cốc ở đây là chuỗi thao tác dùng cái cốc theo đúng cách của nó, là cái cốc dùng để uống nước. Các bạn đang thực hiện cái chuỗi thao tác dùng cốc để uống nước như thế nào thì đấy chính là nghĩa cốc. Nó khác với cái cốc mà các bạn đang đi làm cái giấy chặn bàn, hoặc là đi cắm cái lọ hoa, hoặc là để cầm rồi ném vào đầu chồng. Đấy. Thì đấy không phải là những thao tác dùng cốc theo đúng cách của nó. Thì đấy, chuỗi thao tác dùng cốc theo cách của nó, ta gọi là theo logic của nó, thì gọi là nghĩa cốc. Bốn cái này có khác nhau không bạn? Có khác nhau không? Ai bảo khác nhau xin vui lòng đánh vào ô chat. Chúng có thực ở trong đời không? Bốn cái này có thực ở trong đời không? Cái cốc thực có ở trong đời không? Cái tiếng cốc hiện nay đang có ở trong đời không? Cái hình ảnh về những cái cốc có ở trong đời không? Chuỗi thao tác dùng cốc có ở trong đời không? Có không? Có cả. Chúng ta phải phải tinh vi một chút trong việc là xem là nó khác nhau hay không. Được chưa? Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn đã khác nhau. Vậy quay lại cái công thức giáo dục. A lớn là cái mà người lớn chúng ta cần phải đem đến để cho trẻ chiếm lĩnh. Mũi tên là quá trình mà trẻ chiếm lĩnh để đưa vào trong cơ thể của chúng ta, trong cái vùng ta gọi là vùng tâm lý. A nhỏ là cái sản phẩm mà trẻ sở đắc được, được tồn tại ở trong tâm lý của trẻ. Vậy thì quay trở lại ở đây, cái A lớn chúng ta đem đến dạy cho trẻ là cái gì ở đây? Khi chúng ta nói về cái cốc.
ta sẽ dạy cái gì cho trẻ với cái A lớn? Thế thì chúng ta hãy chú ý một chút. Trong bốn cái mà thầy Lĩnh đang đưa ra cho các bạn, nó chỉ có hai hình thức thôi. Cái ta gọi là cốc ấy, chỉ có hai hình thức thôi. Ta gọi là hai hình thức của A mà trẻ có thể phải chiếm lĩnh. Hình thức thứ nhất người ta gọi là hình thức vật chất, và hình thức thứ hai là hình thức tinh thần. Hình thức vật chất lại được chia thành hai loại. Đó là vật thật, tên gọi là vật thật, và cái loại thứ hai là vật thay thế. Vật thật đó, cái cốc thật. Vật thay thế đó là tiếng cốc, đó là sơ đồ cốc, hình ảnh của cốc. Thì cái hình thức vật chất này là hình thức ở bên ngoài chủ thể của đứa trẻ. Ta gọi là ở bên ngoài cái đầu của trẻ. Đúng không ạ? Nó tồn tại ở trong thực kia kìa, cuộc sống thực kia kìa. Nó đang tồn tại ở trong đầu của những người đi trước, người lớn kìa. Nó không phải là ở cái ở phía bên trong tâm lý của trẻ, trong tư duy của trẻ. Ta gọi là đấy là bên ngoài. Nhưng còn hình thức thứ hai là hình thức tinh thần. Hình thức tinh thần ta gọi là cái ở bên trong đầu. Thì người ta phân chia cái hình thức tinh thần này cũng thành hai loại. Thứ nhất đó là biểu tượng, và loại thứ hai được gọi là khái niệm. Thầy nhắc lại, từ cái độ tuổi 1 trở đi đến kéo dài sau cái độ tuổi đến tận tiểu học thì trẻ em đã chiếm lĩnh được biểu tượng rồi. Đến ngưỡng cửa độ tuổi 5 đến 6 thì trẻ em có một cái hình thức tinh thần nữa, đó là cái khái niệm. Và hai cái này này là ở trong cái thế giới vương quốc tinh thần của trẻ. Đấy, ta phân biệt giữa cái trong và cái ngoài. Thế thì quay trở lại đây. Thế thì đối với quay trở lại với cái cốc thì chúng ta sẽ gặp những cái con đường thường gặp như sau khi người lớn chúng ta dạy cho trẻ để cho trẻ chiếm lĩnh cái cốc, ta gọi là ở trong quá trình chuyển vào trong. Và có thể có những cái con đường trong đó có những sai lầm. Các bạn hãy chú ý một chút nha, xem có đúng là như vậy không nha. Trường hợp 1. Trường hợp 1 như sau. Người lớn chúng ta bắt đầu bằng cái vật thật, tức là cái cốc thật ở trong đời. Nhưng với cái cách tổ chức cho trẻ học ấy, cách ở quá trình chuyển vào trong này này, đó là người lớn chúng ta cho trẻ gì? Sờ cốc, nhìn cốc, ngửi, cắn, nếm, đúng không? Đấy. Chúng ta dùng các cái giác quan, năm cái cơ quan xúc giác để chúng ta cho trẻ, ta gọi là tiếp xúc với cái cốc, khám phá cái cốc, đúng không? Sau đó chúng ta mới gọi tên nó và cho trẻ gọi lại tên. Cái cốc, được chưa? Nó có phải ba mẹ đang dạy thế không? Đúng không? Trong cuộc sống, các cô giáo ở trong nhà trường cũng có nhiều cô đang dạy theo con đường này. Thì nhắc lại, cho trẻ sờ, mó, cắn xé, đù cả. Sau đó là gì? Bảo đấy, cái cốc. Đồng ý chưa? Thế thì khi đó trong đầu của trẻ, sản phẩm ở trong đầu của trẻ sẽ là cái gì đây? Ta gọi là biểu tượng cốc ở trong đầu của trẻ. Những biểu tượng này thì về bản chất nó là cái gì? Nó là một cái hình ảnh, đó là cái tiếng cốc được nhập vào trong đầu của trẻ. Thì quá trình này chúng ta gọi là mã hóa. Nhưng những hình ảnh này chỉ là những hình ảnh về gì đấy? Về những cái dấu hiệu bề ngoài của cái cốc thôi. Những dấu hiệu mà được tạo bởi các cái cơ quan
cảm giác, đó là hình dạng, đó là màu sắc, đó là mùi vị, đó là kích thước, có phải không các bạn? Đấy nhá, chúng ta phân biệt loại hình dạng này, hình ảnh này. Thì cái quá trình biến cái cốc này từ ngoài đời thực vào thành biểu tượng ở trong đầu thì ta gọi đấy là quá trình mã hóa, quá trình chuyển vào trong. Đấy. Thì song song với quá trình mã hóa này, trẻ sẽ dùng ngay trong cuộc sống thực, đó là quá trình lôi nó ra, lôi cái biểu tượng ra trong đầu, ta gọi là giải mã, ta gọi là đưa ra ngoài. Lấy ví dụ, sau khi các bạn dạy trẻ sờ khám phá cái cốc rồi gọi tên nó rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một loạt các đồ vật, đưa ra một loạt các đồ vật, và ta hỏi trẻ đâu là cái cốc, lấy cho mẹ cái cốc, lấy cho bố cái cốc, đúng không? Thì kết quả là gì nào? Theo các bạn kết quả là gì? Trẻ có lấy được đúng cái cốc không? Có không? Có chứ. Dựa vào cái hình ảnh, dựa vào cái tiếng cốc đã được đưa vào trong đầu, trẻ bây giờ lôi nó ra và để trẻ so sánh, chính là thao tác đặt tương ứng một một giữa cái ở trong đầu và cái của thực ở bên ngoài, và trẻ sẽ lấy đúng được nó. Nhưng chắc các bạn cũng sẽ không ngạc nhiên khi cái tình huống sau, đó là trẻ cầm rồi nó có ném đi không? Vứt lăn lóc không? Có không? Có chứ, đúng không? Các bạn cứ đã tiếp xúc với trẻ em, các bạn sẽ thấy được. Lấy đúng cốc rồi. Nó cầm, nó đập, nó ném, nó như kiểu một cái thứ gì đó, đồ chơi gì đó. Có phải không? Ừ. Điều đấy không có gì lạ cả. Bởi vì trẻ nó cũng chưa biết cách dùng cái cốc đấy. Rồi, thì đấy là quá trình mã hóa và giải mã. Như vậy ở đây, thầy Lĩnh muốn chia sẻ với các bạn, đây là cách học của cái cốc đầu tiên. Cách đó là đưa tới trẻ cái vật thật. Và bản chất của trẻ học ở đây là học bằng ghi nhớ. Sờ cắn xé xong là nhớ tên, gọi của nó do người lớn chúng ta đặt tên cho nó. Đấy là ghi nhớ. Và trong đầu của trẻ sẽ có một cái biểu tượng với cái cốc. Nhưng có một cái trường hợp thứ hai thế này. Có những người lớn không bắt đầu từ vật thật, mà bắt đầu từ vật thay thế của cái cốc, và cũng dùng cách học bằng ghi nhớ. Đó là cái gì nào? Người ta sẽ bắt đầu cho trẻ tiếp xúc với cái sơ đồ cốc. Sơ đồ cốc. Lấy ví dụ, người ta cho trẻ nhìn cái ảnh chụp của cái cốc, ảnh vẽ của cái cốc, hoặc kể cả video thì cũng là sơ đồ. Và khi đưa ra cái ảnh như thế thì người ta sẽ đề nghị trẻ tiếp xúc với cốc, cái cốc này thì bằng, chỉ bằng gì thôi, bằng cái việc nhìn thôi, còn sờ cắn xé không thể có được, bởi vì đây là ảnh, đúng không ạ? Nhìn xong rồi mô tả hình dạng 2D hoặc hình dạng 3D của nó, mô tả màu sắc của nó, những cái dấu hiệu mà có thể chỉ bằng cái cơ quan thị giác này. Rồi người lớn mới gọi tên nó. Đây là cái cốc. Nào con nhắc lại đi. Cái cốc. Ừ, cái cốc. Ok. Ai trong số các bạn phát hiện ra cái cách này là cái cách người ta đang dạy như thế nào? Ở đâu? Trường hợp nào?
Chị thưa rằng hiện nay đang rất phổ biến. Rất phổ biến luôn. Ngày nay, ngày xưa thì nghèo đói không có nhiều ảnh đâu. Đúng không? Các bạn không có ảnh chụp đâu. Thì không sao. Thì không lấy đâu ra. Nhưng ngày nay là in ấn quá nhiều nên là bắt đầu lạm dụng đấy. Lạm dụng đấy. Đó là việc dùng các ảnh thẻ để dạy cho trẻ các bạn ạ. Đúng không? Đặc biệt là các thầy cô giáo tiếng Anh ấy. Không phải đùa đâu. Mang ảnh thẻ flashcard ra dạy rất nhiều, từ con vật, cây cối rồi đến đồ vật, đúng không? Thì đây chính là phần tiếp xúc, với bắt đầu với cái sơ đồ của cốc đấy, mở rộng ra sơ đồ của các thứ khác trong đời đấy. Thế thì với cái cách học này, với cái thứ đem đến cho trẻ ở cái quá trình đầu vào bên ngoài này, thì ở phía bên trong của trẻ sẽ có cái gì? Ta gọi là có biểu tượng cốc, vẫn là biểu tượng cốc. Nhưng ta hiểu quá trình mã hóa này thì trẻ chỉ xây dựng được hình ảnh cái cốc là những dấu hiệu của sơ đồ cốc thôi. Được chưa các bạn? Nó chỉ hình xây dựng được hình ảnh của cái sơ đồ mà nó nhìn thấy như thế nào thì có gần đúng như thế ở trong đầu thôi là cùng. Nó chỉ nhìn thấy cái kích thước dưới dạng ở trong cái tờ tờ giấy đấy, nó chỉ nhìn thấy được màu sắc ở trong cái tờ giấy đấy, và nó sẽ xây dựng một cái hình ảnh đấy ở trong đầu của trẻ. Ta gọi đấy là hình ảnh về sơ đồ cốc. Và nếu như chúng ta gán cho nó cái tên là tiếng cốc, cốc vào đây, thì cái hình ảnh trong đầu đấy nó sẽ tương ứng với tiếng cốc. Và khi này, nếu như các bạn giải mã nó, cho trẻ rút cái biểu tượng đấy ra dùng trong cuộc sống thực, các bạn hỏi, đưa ra các cái thẻ ảnh, các bạn hỏi đâu là cái cốc, thì trẻ sẽ nhận ra cái thẻ ảnh có cái cốc. Nhưng nếu như các bạn đưa ra các đồ vật thật và các bạn hỏi trẻ đâu là cái cốc, trẻ sẽ lưỡng lự. Bởi vì hình ảnh trong đầu của nó là hình ảnh vẽ 2D của cái cốc. Những dấu hiệu ở trên hình ảnh 2D đấy đang không tương ứng với những cái dấu hiệu ở trên cái cốc thực. Và kể cả rằng trẻ có hú họa, có nhận ra cái cốc thực, thì đặt câu hỏi rằng quay đi quay lại trẻ có ném nó đi không? Có không? Cũng giống trường hợp trước, loại ném đi không? Rồi, đấy là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp nào nữa không các bạn? Xin chia sẻ các bạn. Trường hợp thứ ba, có những người giáo viên họ bắt đầu bằng vật thật, cái cốc thật ở trong đời, và họ tổ chức cho trẻ chiếm lĩnh những cái thao tác với cái cốc đấy bằng các thao tác tay chân, hay ta còn gọi là bằng các việc làm. Thế cái cốc thực ở trong đời đấy, cái cốc thực ở trong đời có một điều đặc biệt, đó là nó đã kết tinh cái năng lực người, đó là các cái thao tác dùng cốc vào chính cái cốc thực ở trong đời, kể cả cái cốc mô hình cũng kết tinh vào trong đó rồi. Thế thì khi này, nếu người giáo viên có chủ đích đưa tới cho trẻ các cái thao tác dùng cốc theo đúng cách của cốc, và người ta coi đấy là quá trình đầu vào, có cái cần phải chiếm lĩnh, thì lúc này trẻ sẽ chiếm lĩnh, người ta tổ chức cho trẻ chiếm lĩnh bằng chuỗi thao tác. Thao tác tay nào: cầm cốc, rót nước, cầm lên, đổ vào miệng, đặt xuống. Đấy là những thao tác dùng cốc
theo đúng cách của cốc, chứ không phải là cầm cốc ném đi, đúng không? Cầm cốc ném đi là cách, không phải là cách của cốc, không phải chuỗi thao tác của cốc. Và thế thì ở trong này, khi này người ta gọi là trong cái vùng tinh thần của trẻ sẽ có khái niệm cốc. Khái niệm cốc. Và trong đầu của trẻ sẽ có hình dung ra chuỗi thao tác dùng cốc. Và khi này, nếu như người lớn gán cho nó cái này gọi là cốc, thì trường hợp trẻ nghe thấy tiếng cốc này nó sẽ khác hoàn toàn với hai trường hợp trên. Tiếng cốc ở đây đã tương ứng với cái gì? Tương ứng với chuỗi thao tác dùng cốc. Các bạn ạ. Và trong quá trình dùng này chắc chắn rằng nó có những cái hình ảnh biểu tượng của cái cốc không? Có chứ. Kích thước, màu sắc, mùi vị có hết đủ cả. Và nếu như mã hóa hỏi, giải mã ra ngoài, hỏi trong số các vật thì đâu là cái cốc, trẻ dễ dàng nhận biết được cái cốc thực ở trong đời và dùng nó theo đúng cách của nó. Và khi này nếu hỏi trẻ có ném đi không, thì vì trẻ đã học được cách cư xử đúng với cái cốc, theo cách của cốc, thì nó sẽ dùng để uống nước. Được không bạn? Vậy thì qua cái chia sẻ như thế thì muốn dẫn tới các bạn một sai lầm cực kỳ lớn, ta gọi là sai lầm lịch sử mà các nhà tâm lý học dạy học đã phát hiện ra ở cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Đó là người ta phát hiện ra rằng trong giáo dục lại đang đi làm một thứ rất là ngược đời. Đó là lẽ ra lấy vật thật làm đối tượng gốc để lĩnh hội thì lại chỉ đưa tới cho trẻ những vật thay thế, hoặc chỉ biết dùng cái vật thay thế đấy để trẻ chiếm lĩnh. Câu chuyện này tương tự như cái câu chuyện mà lẽ ra mình phải cưới vợ bằng xương bằng thịt, thơm da ngọt thịt thế này, thì lại đi lấy cái ảnh để mà cưới. Đấy. Thôi thì cái em 95 là 100 tỷ thế kia, thôi thì lấy nó thì cũng không cần đâu. Nhưng mà đấy, đáng nhẽ phải lấy cái đứa thật ấy, thì lại đi cưới cái ảnh của nó, đi cưới nhà lầu xe hơi nó đang photoshop ở trên, cuộc sống sang chảnh ở trên trên gọi là mạng đấy, đúng không các bạn, đúng không? Xây dựng một cái hình tượng, một cái hình ảnh thiếu nữ đại gia, nghĩa là bao nhiêu người bị sập bẫy, đúng không? Đấy. Thế thì ở câu chuyện này, đây có gọi là sai lầm lịch sử đấy. Thì quay trở lại với cái cốc, thì lẽ ra cái cần phải chiếm lĩnh là nghĩa, nghĩa cốc, tức là chuỗi thao tác dùng cốc. Thì lại đi chiếm lĩnh cái hình ảnh của cốc thôi. Ta gọi là vật thay thế của cốc. Rồi, thế qua cái ví dụ về cái cốc, thầy Lĩnh hy vọng rằng nó là cái thứ gần gũi để các bạn dễ hình dung ra. Và nó mở rộng chung cho nhiều cái thứ mà chúng ta đang dạy trẻ đấy. Thì có một số cái lưu ý về bản chất của học mà chúng ta hay dùng cái từ là nhận thức. Học là nhận thức cái này, nhận thức cái kia. Nhưng cẩn thận, cứ toàn chơi chữ với nhau thôi mà không hiểu nghĩa lắm đâu nhá. Thế thì có muốn một số các bạn lưu ý một số điều. Học. Học là gì? Học là chiếm lĩnh nghĩa của đồ vật đấy.
ta dùng từ cái. Cái trong đời có những thứ gì? Vật chất hay phi vật chất? Cây, con, nhà, cửa, đồ dùng đều gọi là cái hết, những đồ vật hết. Học là phải chiếm lĩnh lấy cái nghĩa dùng nó, nghĩa của nó. Và đặc biệt là các bạn hôm trước các bạn nghe cái buổi chia sẻ của thầy Lĩnh, đó là thế giới của trẻ ở độ tuổi 1 đến 3 là thế giới đồ vật xung quanh. Nhớ đấy. Vậy thì cái học của trẻ là chiếm lĩnh lấy cái chuỗi thao tác của các cái xung quanh đấy. Thì những chuỗi thao tác này là những cái năng lực người, năng lực của thế hệ đi trước người ta đã gửi vào trong đồ vật, năng lực người đã gửi vào trong cái cốc ấy. Đúng không? Nhưng mà cái năng lực đó là trẻ chưa có, thì nay trẻ chiếm lĩnh ấy nó, tức là đã sản sinh ra cho mình cái năng lực người. Đấy, phải quán triệt cái đầu tiên nhé. Học là phải lấy chiếm lĩnh lấy cái chuỗi thao tác của chính cái đó. Đi sâu hơn một chút nữa, chiếm lĩnh ta lại hiểu như thế nào? Chiếm lĩnh tính là cái quá trình biến đổi các hình thức của cái thôi, cái cần chiếm lĩnh đấy. Ta gọi cái cần chiếm lĩnh là cái A lớn nào đó. Thì như thầy chia sẻ lúc đầu ấy, nó có hai hình thức thôi, đúng không? Hai hình thức thôi. Đó là hình thức ở bên ngoài, là hình thức vật chất. Và cái hình thức thứ hai là hình thức ở trong đầu, ta gọi là hình thức tinh thần. Chúng ta cần đang cần tạo ra cái hình thức tinh thần ở trong đầu của trẻ. Thì đây chính là quá trình biến thái thôi, biến đổi hình thái. Thì quá trình này ta gọi là quá trình chuyển vào trong. Và thầy Lĩnh muốn nhấn mạnh lại các bạn, quá trình chuyển vào trong này phải thực hiện theo cách, đó là dùng thao tác, dùng việc làm, chứ không phải dùng lời, dùng sự ghi nhớ. Thế chúng ta chi tiết hơn cái sơ đồ này một chút. Hiện nay nó phải theo đúng cái trật tự như thế này. Đầu tiên, chúng ta phải cho trẻ thực hiện chuỗi thao tác trên hình thức vật thật. Cái đối tượng mà trẻ cần chiếm lĩnh ấy, nó đang tồn tại ở những thứ có thực ở trong đời, trong hình thức vật chất. Vậy thì cái điểm xuất phát trong việc học của trẻ là trẻ phải chiếm lĩnh lấy cái chuỗi thao tác trên cái hình thức vật thật đấy. Cái sản phẩm cuối cùng là cái biểu tượng cốc hoặc khái niệm cốc ở trong đầu. Thì cái đó nó có, đã có một cái hình thức ở bên ngoài đời, đó là nó tiềm ẩn ở trong cái cốc thật. Được chưa các bạn? Vậy thì trẻ phải làm thực hiện một chuỗi thao tác trên cái cốc thực đấy. Ta gọi là chuỗi thao tác dùng cốc. Đấy, đầu tiên trẻ phải làm thế. Sau đó trẻ mới chuyển hóa tiếp sang cái giai đoạn thứ hai, đó là chuỗi thao tác trên hình thức vật thay thế của nó. Thế vật thay thế ở đây đó chính là sơ đồ. Vật thay thế ở đây đó chính là tiếng, là lời đấy. Tiếng cốc. Dùng lời thì các bạn nào đi sâu vào thì thầy Lĩnh chia sẻ với các bạn có 4 cấp độ dùng lời. Nói to, nói khẽ, nói mấp máy môi và nói thầm trong đầu. Dùng lời vẫn là thao tác vật chất. Và mỗi một cái tiếng đấy nó đang thay thế cho một cái nghĩa gì đó, một cái nội dung gì đó, nên nó còn gọi là vật thay thế. Thì trải qua hai công đoạn này, công đoạn làm việc trên hình thức vật thật, sau đó công đoạn làm việc trên vật thay thế, thì ở trong tâm lý ấy,
đang từng bước chuyển hóa. Ta gọi là hình thái của tâm lý, nó đang thay đổi đi. Và cuối cùng mới hình thành được cái chuỗi thao tác thầm trong đầu. Thao tác đặc trưng cho cái. Và thầy Lĩnh lưu ý rằng làm trên vật hay trên vật thay thế thì cái chuỗi thao tác đấy không khác nhau về bản chất, mà chỉ khác nhau về vật liệu thôi. Một anh vật liệu trên đồ vật thật, một anh vật liệu trên đồ vật thay thế. Nhưng còn bản chất của thao tác là không khác nhau. Rồi, thì bây giờ mượn cái cốc để rất gần gũi như thế để chia sẻ các bạn cái bản chất chung trong việc học ấy. Bây giờ quay sang một cái riêng, đó là cái số. Bây giờ ta gọi là số đi. Số trong đời nó có một thứ mà ta gọi nó là số 4. Thế các bạn hãy thử phân biệt cho thầy mấy cái sau liên quan tới cái số 4 đấy. Thứ nhất là cái số 4. Cái thúng, cái mẹt ấy, thì số 4 cũng tương tự như cái một thúng mẹt thôi. Thế người ta gọi là cái. Thứ hai là tiếng số 4. Thứ ba là sơ đồ số 4. Thứ tư là nghĩa số 4. Có bao giờ đặt ra câu hỏi là phải phân biệt bốn cái thứ đấy với nhau chưa? Ai chưa từng đặt câu hỏi cứ không có ngại ngùng thì đánh vào ô chat tôi chưa nhé. Còn ai đã từng đặt cái câu hỏi rồi thì có câu trả lời chưa? Chưa có câu trả lời thì tới đây chúng ta sẽ tìm hiểu đấy. Nha. Rồi. Thế thì cái số 4 ở trong đời đấy, ta gọi là cái thực ấy, nó là gì? Ở trong đời thực có rất nhiều tập hợp, ta gọi là các nhóm. Các nhóm này được nhóm lại với nhau theo một cái dấu hiệu nào đó. Đúng không? Thế trong số cái dấu hiệu đó có những tập hợp có giống nhau ở cái dấu hiệu, đó là số lượng phần tử của tập hợp đó. Có vô số các tập hợp có trong đời mà cái số lượng của nó bằng nhau. Trong số những số lượng bằng nhau đấy thì ta gọi nó là số 4. Vậy cái có thực ở trong đời chính là số phần tử của tập hợp. Tiếp, thứ hai, tiếng 4. Đấy, ta nói 4. Bờ ôn bôn sắc 4. Số 4. Đấy là tiếng, tiếng nói. Được chưa? Nó là mồm, mồm ta phát ra, phát xong là bay hết đi rồi. Nó không phải là mấy cái khối nhựa kia. Có phải không? Thế nói là anh yêu em đấy cũng là của thật đấy, vật thật đấy. Nhưng nói xong bay mất. Đúng không? Nó chỉ đang thay thế cho một cái thứ gì đó thôi. Rồi, sơ đồ 4. Thì chúng ta có trên màn hình các bạn nhìn thấy đang là cái gì này? Chữ số 4. Đây là chữ số Ả Rập nhé các bạn nhé, chữ số Ả Rập. Chữ số mà chúng ta đang hay dùng hiện nay. Đây. Đây cũng là sơ đồ 4. Nhưng kiểu này là kiểu gì? Ta gọi là chữ số La Mã. Thế còn đây cũng là sơ đồ 4. Cái kiểu này ta gọi là kiểu của người Ai Cập cổ đại. Thế còn đây cũng là sơ đồ 4. Đố các bạn biết đây là của người dân tộc nào? Đây là người Maya cổ đại. Vậy là về bản chất
cái sơ đồ của bốn ấy nó có nhiều lắm, có phải không? Mỗi nền văn hóa khác nhau, người ta có cái ký hiệu khác nhau. Thế cái thứ tư, nghĩa, nghĩa của cái thứ gọi là số 4, ta gọi là chuỗi thao tác của nó. Đây cũng là một vấn đề đối với các bạn. Chuỗi thao tác của 4 nó là cái gì? Đúng không? Nó là thao tác đặt tương ứng 1 1, nó là thao tác so sánh, nó là thao tác xếp hạng. Điều đó nói nên rằng sau này để hình thành một cái thứ gọi là số 4 ấy, nó mất nhiều công đoạn đấy. Rồi, thế thì ở đây cái câu hỏi tương tự giống như cốc chúng ta hay gặp trong cái chương trình học, người ta yêu cầu giáo viên là nhận ra chữ số 4, nhận ra nhóm số lượng 4. Cảnh giác nhé, cảnh giác với những yêu cầu đó. À, chưa chắc đã hiểu đúng nghĩa của nó đâu. Thế nên thầy mới nhấn mạnh lại cái mà đưa đến cho trẻ. Cũng có rất nhiều giáo viên hiểu nhầm đấy. Đang đi về, cần đi về Hà Nội, lại quay xe đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Rồi, ok. Thế thì ở đây các bạn hãy sử dụng sự tương tự để tự khám phá những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, nếu cần chiếm lĩnh cái A lớn trong công thức giáo dục của chúng ta, cái A lớn này có tên gọi là số 4, thì hãy cho biết điều sau. Một, hình thức vật thật của số 4 này là cái gì? Hai, hình thức vật thay thế của nó là những cái gì? Câu hỏi số 2, chuỗi thao tác của số 4 là những thao tác nào mà người lớn cần phải đặt ra để cho trẻ chiếm lĩnh? Không có những thao tác đó thì không gọi là học nghĩa của số 4 đâu. Giống như không có chuỗi thao tác cốc thì không gọi là học nghĩa của cốc đâu. Mà chúng ta đang cần dạy trẻ là dạy nghĩa, nhớ như vậy. Tiếp, hãy chỉ ra các công đoạn học bằng việc làm hay học bằng thao tác ấy. Từ đầu để làm ra cái trong đầu, trong tinh thần, thứ gọi là số 4. Đấy là những câu hỏi mà các bạn dùng sự tương tự với cái cốc thì các bạn sẽ có câu trả lời. Câu trả lời sẽ được chính xác hóa ở những buổi sau. Thế thì buổi học tiếp theo thầy Lệ cũng chia sẻ trước với các bạn để thấy bức tranh lớn. Đó là cái và cách khi dạy về tập hợp và số. Chúng ta sẽ theo cái nấc thang như thế này. Dùng ngôn ngữ thao tác nha. Chúng ta sẽ đi từ thao tác lập ra một tập hợp, một nhóm. Trong cuộc sống có đầy rẫy những cái đồ vật, nhưng các bạn đang không dạy cho trẻ thế nào là một nhóm, thế nào là một tập hợp. Và dạy đây không dạy bằng lời, mà dạy ở đây dạy bằng thao tác tay.
để từ đó có thao tác đầu, nhớ chưa? Thì ta gọi đây là thao tác lập tập hợp. Có tập hợp rồi, trẻ sẽ dùng để lập ra các tập hợp khác nhau. Trong các tập hợp khác nhau đó, trẻ mới xét cứ hai tập hợp một, xét mối quan hệ về số lượng bằng nhau hay khác nhau giữa các tập hợp. Vậy thì thao tác này cần tinh chế thầm trong đầu thì cái cách sẽ như thế nào đây? Chắc chắn phải qua các thao tác tay rồi. Thì cách chuyển vào trong sẽ như thế nào đây? Đấy là bước thứ hai tiếp theo. Tiếp theo, có chuỗi thao tác rồi thì xét các cái tập hợp có cùng số lượng bằng nhau, thì những số lượng đó là thứ có thực ở trong đời. Ta cần phải đặt tên cho em nó. Em nó tên là số gì? Gọi tên nó ra, đúng không? Thì đấy gọi là thao tác đặt tên. Về mặt đặt tên, ở đây các bạn hãy quay trở lại với cái câu hỏi mà thầy đã hỏi trước. Có cần dạy cho trẻ cách tạo ra tên không? Về mặt nguyên tắc, cái tập hợp có số lượng bằng nhau này, ta gọi nó là tiếng Việt nó là số 4. Ta bạn kia bạn gọi là, em gọi là số 5 có được không? Có bạn khác bạn gọi là, em gọi là số quần có được không? Em gọi là số mít được không? Em gọi là số dưa có được không? Có được không? Đố các bạn biết có được không? Đấy, thế nên thầy mới bảo các bạn có những thứ cứ tưởng như nắm trong lòng bàn tay nhưng còn mới lắm. Thì đây là gán cho cái tên thôi. Thì ở nhà bố mẹ chúng ta đặt tên ta tên là gì? Ngày xưa bố mẹ thầy đặt tên là Lĩnh. Nhưng lúc đó không thích đặt tên là Lĩnh, đặt tên là Linh, đặt tên là Lì, đặt tên là Toi Cơm cũng được chứ sao, đúng không? Vậy thì đấy người ta gọi là võ đoán. Thế thì cái trẻ em cũng có thể hiểu được cái điều đấy. Đó là các em đặt tên thế nào cũng được, từng cá nhân đặt tên đi. Nhưng mỗi bạn đều gọi cùng một thứ đấy, cùng cái thứ đấy, một tên gọi khác nhau. Thế thì khi đến ra giao tiếp với nhau kiểu gì? Bạn này gọi tên số này là mít, bạn kia gọi tên là gọi là dưa. Thế tí nói chuyện với nhau là bây giờ bị vào trong, thầy bảo vào trong phòng kia đếm xem là có bao nhiêu cái ghế. Tí một bạn ra bảo là mít, một bạn bảo là dưa, thế là hai thằng bảo khác nhau à? Hóa ra vẫn số là 4. Đấy, có nghĩa là cộng đồng chúng ta phải thống nhất với nhau cái tên gọi chung, đúng không? Để gì? Để hiểu nhau, để giao tiếp được với nhau. Đấy chính là cách đặt tên quy ước mang tính gì? Cộng đồng các bạn ạ. Và khi chúng ta nói là 4 thì ở đất nước Việt Nam chúng ta gọi là 4 đấy chứ. Thằng Tàu nó gọi là 4 đâu, đúng không? Thằng Anh nó gọi là 4 đâu, đúng chưa? Đấy là ý nghĩa của việc quy ước. Thì tương tự như thế, bây giờ không phải là đặt tên nữa mà ghi bằng sơ đồ. Chúng ta ghi bằng chữ số nào cũng được. Về mặt nguyên tắc, các em có thể cho học sinh tự tạo ra chữ số. Nào, bây giờ số lượng 4 này các em dùng quy ước là cái gì? Có bạn quy ước bằng vật vật rời là ngón tay này nè. Đây chính là trẻ em bảo ngón tay đây, đúng không? Đúng không? Có bạn quy ước là đây. Có bạn quy ước là đây. Nhưng xin thưa các bạn, hãy khi đến cái đoạn này thì mới gọi là quy ước. Thế nhiều bạn đang dạy những cái toán gì gì đó là các bạn không chú ý vào cái công đoạn trước đó là trẻ nhầm hết đấy. Chưa có cái thao tác 4 ở trong đầu đâu. Thế có bạn đặt là mặt cười. Mặt cười là số 4. Có bạn bảo là số 4. Có bạn bảo hình vuông là số 4.
Được không? Được. Về nguyên tắc là được. Nhưng lại cũng lại gì? Để giao tiếp được với nhau, hiểu nhau thì cần phải thống nhất với nhau. À, như vậy thì các bạn học được cách đó là tôi thống nhất cái quy tắc. Và xin thưa các bạn, ở độ tuổi 3 đến 6 là mối quan tâm của trẻ lớn nhất, người ta gọi là hoạt động chủ đạo, đó chính là các mối quan hệ xã hội. Mà trong mối quan hệ xã hội, đó là các mối quan hệ về quy tắc. Nên việc học đó rất khớp với cái mà trẻ đang phát triển ở giai đoạn đó. Đúng không? Rồi, đặt tên rồi, là vật thay thế rồi. Sơ đồ cũng là vật thay thế. Thì bước tiếp theo, tôi tạo ra được các số. Vì các nhóm này có số lượng khác nhau nên cần phải đặt tên riêng cho nhau. Chứ không thì lại trùng với nhau à? Đúng không? Nó khác nhau thì lại có dùng thao tác đặt tương ứng một một. Tôi xếp hạng nó, bé đứng trước, lớn đứng sau. Vậy thì chúng ta phải đẻ ra cái thao tác xếp hạng. Xếp hạng rồi thì sẽ tạo thành một dãy số. Và xin thưa các bạn, có dãy số rồi thì về bản chất trẻ mới dùng dãy số để đếm, chứ không phải là đếm đếm để lấy số đâu. Đấy chỉ là người ta gọi là đếm vẹt để đặt tên thôi nha, dùng thủ thuật thôi. Còn phải có rõ ràng nghĩa của các số rồi thì người ta mới cho nó sắp xếp thành dãy số, và có dãy số rồi dùng mới để đếm được mọi thứ ở trên đời. Thì đấy ta mới gọi là thao tác đếm. Ok, đấy là phần học tiếp theo. Và đến đây các bạn có thấy thầy xếp theo bậc thang của sự phát triển không? Mỗi một bước đi là chúng ta đang tạo ra, giúp cho trẻ tạo ra và dùng một thao tác tinh thần mới. Những cái đang nói ở các bạn đấy là tưởng tượng, đó là sản phẩm. Thì đó là các thao tác tinh thần. Liên tục cái này ra đời, đầu tiên là do tạo ra đã. Trẻ phải làm ra. Sau đó trẻ làm ra rồi thì lại được dùng nó để làm ra cái mới. Thế tạo, sau đó dùng thì nó sẽ liên tục tạo ra nấc thang phát triển mà chúng ta có thể tổ chức được ở bên ngoài đầu của trẻ để tổ chức hình thành cái bên trong đầu. Đúng không? Và đấy chính là sự cách làm của tư duy tăng trưởng. Thế thì xã hội hơn nhau ở chỗ anh có tổ chức và kiểm soát được chính xác quá trình tăng trưởng này không? Đúng không? Và chúng tôi đang giúp các bạn xác định được cái và cách chính xác có thể tổ chức được, có thể kiểm soát được, để giúp cho cái đứa trẻ mà các bạn dạy, các bạn đang chịu trách nhiệm ấy, nó đạt được cái sản kết quả cao hơn mà có thể chắc chắn được hơn so với cái sự mù mờ hoặc là học nhầm, tác động nhầm, sai lầm như các nhà kinh điển đã chỉ ra. Thế thì buổi học hôm nay thì chia sẻ đến đây.